Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Vita Gaming. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một clip về tựa game Champion of Avan ha. Một tựa game cũng là của nhà phát hành Early Morning Studio luôn, cũng là chủ sở hữu của cái game Vampire Phone Origin các bạn. Cái nick này mình đã full tất cả rồi các bạn, mình full up full tất cả công trình ha, tướng full cấp này, full đồ, rồi nói chung là nghiên cứu đồ full tất cả mọi thứ ha. Mình sẽ review cho các bạn xem. Nếu các bạn muốn tìm hiểu game mà không muốn bị spoil quá nhiều thì các bạn có thể dừng clip tại đây ha. Cái này mình sẽ tiết lộ khá là nhiều về cái chơi game, cách chơi game sau này các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ coi qua cái kiến trúc các bạn. Công trình tất cả mình đã full ha. Lâu đài cấp 7 nè. Lâu đài cái tòa nhà chính các bạn. Lâu đài cấp 7 ha. Phòng thí nghiệm là cấp 6 nè. Bệnh viện cấp 20 full rồi. Quán rượu cấp 13 cũng full luôn các bạn. Thợ rèn cấp 6 full luôn ha. Rèn vật phẩm mình đã mở khóa cái vật phẩm bậc 6 nhưng mà mình không có rèn bạn, tốn khá là nhiều vàng. Mình đã full đồ rồi, mình không có rèn nữa. Nhà kho cấp 6 full luôn rồi, có thể mở đồ cấp 6 ha. Và cái đấu trường ha, lát nữa mình sẽ đánh cái đấu trường các bạn đó. Cái đấu trường là để đánh mấy con quái vật mà mỗi tuần đánh một lần các bạn ơi. Rồi đó là về kiến trúc thôi các bạn, còn mấy cái mỏ tài nguyên mình cũng gần full hết rồi, mấy cái mỏ, một số mỏ full hết rồi, giờ tới dư tài nguyên cũng chả làm gì các bạn ơi. Đó, quái vật thì mình cũng đã full đánh tất cả luôn, không còn gì hết, mấy cái map này mình đánh hết rồi. Ngoài ra phía dưới nó có mấy cái tòa lâu đài cổ ha, sau này các bạn phải mạnh lên mới đánh được các bạn ơi. Mình đã đánh xong hết rồi. Cái game này nó cũng có chế độ tái sinh tương tự như là Vampire Phone Origin các bạn. Ở đây mình đã tái sinh full luôn rồi, không còn tái sinh được nữa. Ví dụ lên đây này, tái sinh là Marit ha, ở đây tương tự này. Những vị thần già vẫn còn đang ngủ quên, một ngày nào đó họ sẽ thức giấc. Ở đây mình đã tái sinh full rồi, không tái sinh được nữa nha các bạn. Rồi đó là về kiến trúc và tái sinh ha. Về trang bị các bạn ơi, ví dụ mình vô shop đi cho các bạn xem cái shop ha. Trang bị bậc 6 này, mấy cái vũ khí giá tới 5.000 các bạn, khá là mắc. Ở đây mình đã full hết rồi. Quần là có hai cái đồ bậc 6 là 5.000 vàng ha. Áo là hai món bậc 6 10k các bạn, áo là mắc nhất là 10k vàng này. Cái mũ thì 5k vàng, hai cái món bậc 6 này tối đa này. Về nhẫn ha, nhẫn này có khá là nhiều loại, từ loại 300 vàng, 600 vàng đến loại cao nhất là 1.200 ha. Ở đây nó có khá là nhiều chỉ số bạc, nhưng mà mình thích dùng nhất là cái vỡ nát ha, tăng tỷ lệ đánh tất cả địch nhân này. Mỗi nhân vật, mỗi tướng trang bị được hai cái các bạn là 10%, tỷ lệ khá là cao. Còn mấy cái này khá là phế, mình chả xài đâu. Rồi bây giờ mình sẽ coi qua tướng các bạn. Ở đây mình đã chiêu mộ full tướng rồi. Ở đây có ba con tướng mình là clip trước mình đã khuyên các bạn không nên chiêu mộ ha. Tại ba con này skill nó khá là phế, mình đã từng chơi qua rồi, mình khuyên các bạn không nên chiêu mộ ba con này ha. Đó là con Indian này, con India và con Aga ha. Ba con này không nên chiêu mộ các bạn. Số anh hùng lớn nhất là 14/14, mình đã chiêu mộ tất cả rồi, mình sẽ cho các bạn xem ha. Ở đây mình đã full cấp 62 nha các bạn. Hiện mình có thể cao cấp hơn nhưng mà game nó chỉ quy định cấp 62 là cao nhất rồi, không có lên được nữa. Kinh nghiệm XP thì tướng mình dư quá trời luôn rồi, nhưng mà chỉ được cấp 62 thôi. Đó 12 con tướng ha. 14 con tướng các bạn. Mình khuyên là các bạn nên xây dựng 4 con tướng tăng cơ ha, trâu bò để đỡ đòn các bạn ơi. Còn lại là các tướng sát thương cao. Đó ở đây mình xây dựng con tướng Ayabe này. Ở đây là mình đánh lâu đài nó full được set tím bậc 8 các bạn, khá là VIP các bạn ơi. Đó. Quá trời VIP luôn ha. Hai cái nhẫn lúc nãy mình nói này, vỡ nát này, đó. Rồi đó là tướng Ayabe này. Còn thứ hai mình chia làm hai team các bạn. Team thứ nhất là con Ayabe và con Lao là set tăng ha, đồ tăng cơ này. Đồ tăng cơ là cộng phòng thủ với máu nhiều các bạn ơi. Đó. Còn lại là mấy con sau là tăng sát thương các bạn. Hay sói mẹ, Issa sói mẹ, nó là xe mấy con này là chuyên sát thương này. Đó, hai Fulac cũng sát thương khá là cao này. Gon này. Banhen này. Watson này, đó, mấy con này là sát thương ha. Rồi cái team thứ hai là team tăng cơ các bạn, đó là con Tom này, một tướng tăng khá là ngon. Ở đây chỉ được một món bậc 8 thôi, còn lại mình hết đồ rồi, chỉ còn lại mấy món bậc 6 ha. Tiếp theo là con Sin này, tăng cơ cũng khá là trâu các bạn. Đó, cộng da dày cộng máu này. Đó hai con tăng cơ. Rồi mấy con sau là tăng sát thương thôi. Melissa này, khá là xinh gái. Sapsan.
Ivera, Ren, Gontril. Đó, đó là tổng cộng 14 con tướng ha các bạn. Ở đây mình đã full tất cả rồi. Vàng thì mình hiện tại là 310k vàng rồi, dư rồi các bạn ơi. Ờ, mấy cái này mỗi ngày mình có thể nhận 10 cái này để qué quay miễn phí ha. Ở đây mình quá trời qué luôn các bạn, 18k mà mấy cái đồ quy bắp này mình cũng chả cần quay đâu các bạn. Khá là phải chịu. Rồi, hôm bữa đánh mấy cái này bị chết rồi. Đó. Ờ, cái nghiên cứu thì mình đã mở full tất cả ha. Cộng máu này, tốc độ di chuyển hero này, máu, ba dòng máu quá trời máu luôn. Tăng thời gian rảnh rỗi 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ. Tăng sản lượng xe gỗ này và xe đá ha. Mình đã full tất cả rồi các bạn ơi. Đó, xây dựng công trình cũng full rồi. À, nhiệm vụ cũng đã làm tất cả nhiệm vụ rồi, không còn gì nữa. Đó, nói chung là full tất cả rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử đánh cái lâu đài cho các bạn xem thử ha. Đây, mấy cái con này khá là yếu này, mình đánh mỗi lần đi cho tối đa là được 7 con tướng các bạn. Ô, 8 con tướng chứ. 8 con này, cho nó đi. Cái lâu đài này mỗi tuần đánh được một lần các bạn, đánh được 3 con ha. Mấy cái con sau nó có phần thưởng khá là ngon, 100 vàng, 300 vàng luôn này. Quá dữ. Trời, quá mạnh luôn. Đó, chết queo liền, sao mà đỡ được. Rồi mình thử tiếp tục đánh một lần, đánh hai lần lại cho xong cái lâu đài luôn ha. Đó. Lần thứ hai, mấy con lần thứ hai thì nó mạnh hơn xíu các bạn. Càng về sau nó càng mạnh. Wow, tất cả mục tiêu các bạn. Đó, cái nhẫn nó khá là lợi hại. Ok, khá là nhanh. Đó, cộng kinh nghiệm quá trời luôn các bạn. Vàng 100 này, vé quay rồi, cái bình hồi máu. Khá là ngon. Rồi, tiếp tục mình sẽ đánh cái lâu đài cuối cùng ha. Mấy cái con quái này rất là mạnh luôn. Đó. Quá nhất là cái đánh toàn bộ mục tiêu. Đó. Ok, đã xong các bạn ơi. Tại mấy con tướng mình khá là mạnh rồi, cho nên đánh nó cũng khá là đơn giản thôi. Wow, phần thưởng quá ngon luôn. Rồi bây giờ quái ở bên ngoài mình đã đánh hết rồi, bây giờ chỉ còn mấy cái toa xe bị hỏng thôi các bạn. Các bạn thấy tái sinh full nó rất là mạnh, khủng khiếp luôn này. Ba con 1800, một con 800 máu. Bên này cũng vậy này. Rồi bên em đánh lợi dở rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đánh tiếp cái toa xe bị hỏng ha. Mình đánh cái này trước đi. Cái này chắc mình để nó tự đánh các bạn. Mình không có xem nó khá là mất thời gian. Vì mấy cái con này nó khá là trâu các bạn ấy. Rồi, cái này mình cho nó đánh đi, cho nó chết luôn được, không sao cả. Chia làm được 2 team các bạn. Mấy này nó trâu đánh rất là lâu các bạn ấy. Mình cứ để nó, mình sẽ chắc là sẽ ọp tại đây luôn. Đó là tất cả những gì mình đã review cái arc đã full tất cả cho các bạn xem. Nếu các bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận phía dưới ha các bạn.
xem. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.